Hoàng Danh và Chu Nhật Quang. Liệu rằng Chu Nhật Quang có thể lấy công chuộc tội ở trong tình huống này hay không? Phạt đền dành cho Đại học Thủy Lợi. Và đây là Nguyễn Hoàng Danh. 1-0 dành cho Đại học Thủy Lợi. Hoàng Danh luôn là người được lựa chọn, ngôi sao sáng của Đại học Thủy Lợi. Huấn luyện viên Vũ Văn Trung đã mổ nạn để nhảy lên và ôm người học trò của mình. Huấn luyện viên Vũ Văn Trung vừa thực hiện ca mổ chân sau khi mà người thầy của Nguyễn Hoàng Danh cùng với những người đồng đội đã gặp vấn đề ở đầu gối, nhưng ông vừa mổ nạn và nhảy lên để ôm Nguyễn Hoàng Danh. Nguyễn Hoàng Danh là người được lựa chọn 3 bàn thắng ở 3 trận đấu liên tiếp dành cho đội trưởng, chính xác hơn dành cho cầu thủ nhạc trưởng bên phía Đại học Thủy Lợi. Nhưng mà Hoàng Danh vẫn đang bảo những người đồng đội của mình cần có giữ sự bình tĩnh. Hoàng Danh đứng trước quả đá phạt bên phía hành lang cánh phải. Đường chuyền đốt điện. Văn Huy là người ghi bàn. Trung vệ bên phía Đại học Thủy Lợi là người ghi bàn. Và Hoàng Danh cộng một kiến tạo vào tài khoản dành cho Hoàng Danh. Huấn luyện Vũ Văn Trung một lần nữa bỏ nạng, nhưng lần này ông ôm Nguyễn Văn Huy. Chính xác hơn là Vũ Văn Huy đã mở thêm một bàn thắng nữa để giúp cho Thủy Lợi nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Lời khen phải dành cho Hoàng Danh với một đường chuyền bất ngờ. Có lẽ rằng tất cả hàng phòng ngự cũng như là các cầu thủ bên phía Đại học Kinh tế Quốc dân đã nghĩ về một quả tạt của Nguyễn Hoàng Danh. Nhưng đây là một pha chọc khe bất ngờ cùng với một tình huống di chuyển đột biến của trung vệ Vũ Văn Huy. Đây là cơ hội dành cho Đại học Thủy Lợi. Lại một lần nữa huấn luyện viên Vũ Văn Trung phải bổ nạ hay sao? Đức Hoàn nâng bàn thắng thứ 3 của mình ở trong mùa giải năm nay với pha xử lý đẳng cấp. Hoàn toàn là bất ngờ với những gì mà Thủy Lợi đã thể hiện. Vừa rồi là một tình huống solo cá nhân, một tình huống xử lý kỹ thuật và dứt điểm sắc bén để hạ gục đi thủ thành Chu Nhật Quang. Và cú dứt điểm này thì đúng thực sự là không thể ngăn cản. Đức Hoàn quá xuất sắc. Đó là một cú dứt điểm bằng chân phải của Trần Đức Hoàn. 3-0 ngay trong hiệp 1. Những tình huống bật cao đánh nhau. Hoàng Danh dứt điểm. Đó là một tình huống ra chân dứt điểm của Nguyễn Văn Dung. Một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm thuộc về dành cho cầu thủ mang áo số 10. Vẫn là các cầu thủ bên phía Đại học Thủy Lợi. Rất nhịp nhàng. Quá hay. Một tình huống tạt bóng như đặt vào chân của Lê Đỗ Tuấn Minh. Tuấn Minh là người đã thực hiện một đường tạt bóng dành cho Bùi Xuân Trường. Bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ bên phía Thủy Lợi. Bàn thắng thứ 3 dành cho cá nhân của Bùi Xuân Trường. Một tình huống tạt bóng tuyệt vời và pha di chuyển tốc độ của Bùi Xuân Trường đã mang về bàn thắng thứ 4 của đội bóng chủ nhà 4-0. Bóng về auto đi anh à, anh Tuấn ơi. Rồi.